Bạn thân mến, thông thường chúng ta hay dùng bạch quả để nấu chè, thậm chí có thể dùng bạch quả để nấu xôi. Nhưng hôm nay chúng ta lại kết hợp bạch quả và nấm đông cô làm một món xào, đó là nấm đông cô xào bạch quả. Và các bạn đi chợ như sau: 200g nấm đông cô tươi, 100g bạch quả, Baro một ít cần tàu. Gia vị sẽ gồm nước tương, hạt nêm, dầu hào, đường và dầu ăn. Các bạn cũng biết rằng bạch quả rất là tốt cho não, bởi vì hiện nay ở trên thị trường người ta đã chế những cái loại thuốc hoặc là sữa từ bạch quả để bổ sung trí nhớ cho một số người, thí dụ như bị bệnh giảm trí nhớ. Thì khi mà người ta chế ra như vậy thì chúng ta uống. Thế thì tại sao chúng ta lại không thể sử dụng bạch quả mà chúng ta ăn trực tiếp? Và khi đi mua thì các bạn biết rằng bạch quả sẽ có hai loại. Một loại là bạch quả được đóng thành từng gói và người ta đã luộc sẵn, làm chín sẵn. Về các bạn chỉ có việc lấy ra nấu nước dùng hoặc là nấu nước đường chúng ta thả vào để làm chè hoặc làm súp. Loại thứ hai là cái bạch quả còn nguyên vỏ, vỏ cứng ở bên ngoài. Thì các bạn về các bạn phải đập nhẹ, sau đấy nó có một lớp vỏ lụa màu nâu. Chúng ta sẽ bóc lớp vỏ lụa và nhớ tách lấy hạt, chứ nếu không khi ăn nó sẽ có vị hơi nhân nhần đắng. Tuy nhiên với những người uống được tim sen thì chúng ta có thể ăn được cái nhân, cái lõi của cái bạch quả cũng rất là ngon. Và chúng ta luộc chín rồi các bạn xả nước lạnh, sau đấy chúng ta ngâm bạch quả trong nước lạnh cho đến khi chúng ta sử dụng thì bạch quả sẽ không bị thâm. Nấm đông cô tươi thì các bạn mua về rửa sạch và vắt ráo. Chúng ta sẽ khứa đồng tâm ở trên phần mũ nấm. Trong những bài trước về nấm đông cô, tôi đều nói về vấn đề khứa đồng tâm, tức là các bạn khứa để cho tất cả những cái cánh này nó trụm lại ở chính giữa. Đây là đồng tâm. Cần chúng ta chỉ lấy một ít cọng thôi và bỏ lá. Các bạn sẽ cắt khúc, bạn sẽ cắt từng khoảng 2 lóng tay. Cần này đa phần là để trang trí chứ không có phải là món rau chính. Và chúng ta chuẩn bị Baro băng. Chúng ta cho một ít dầu ăn vào chảo và làm nóng phần dầu này. Bây giờ sẽ xào một ít Baro. Khi Baro có mùi thơm thì các bạn sẽ giảm nhỏ lửa cho gia vị. Gia vị sẽ gồm nước tương, dầu hào, hạt nêm và đường. Chuẩn bị sẵn một ít nước lạnh, chúng ta sẽ cho vào đây một ít thôi, chừng khoảng nửa cái chén này nước lạnh. Rồi bây giờ các bạn lại mở lửa lớn để cho hỗn hợp gia vị sôi lên. Khi gia vị sôi thì chúng ta sẽ cho nấm. Nấm đông cô cũng rất là nhanh chín bởi vì nó tươi. Các bạn nhớ là những cái loại nấm tươi á, chúng ta xào nó thấm gia vị rất là nhanh. Và vì chúng ta đã dùng chữ tươi, tức là khi xào xong chúng ta ăn nó phải có cái vị ngọt thanh của nấm. Các bạn xào lâu quá nó sẽ không ngon. Bây giờ sau khi xào chừng khoảng 2 phút thì chúng ta sẽ cho bạch quả. Bạch quả đã được luộc chín, cho nên là các bạn đừng có xào lâu quá. Bây giờ các bạn tắt bếp và cho một ít cần. Phần cần còn lại chúng ta sẽ rắc xung quanh. Các
bạn thân mến, như vậy loại bỏ ý nghĩ bạch quả chỉ dùng để nấu chè hoặc nấu cháo, nấu súp, thì bây giờ chúng ta đã có thể dùng bạch quả xào với nấm đông cô, cũng là một món mặn để dùng chung với cơm. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.